Như lời đã hứa thì Jolie cũng có hứa với các bạn là Jolie sẽ hướng dẫn cho các bạn thật là nhiều về kỹ thuật lên trên người thật. Thì hôm nay Jolie có một bạn học viên học tại lớp học của Jolie, Jolie cũng có mở lời là chị ơi là mẫu phun xăm, phun môi bên cô nha. Thì hôm nay mặc dù chị cũng đang rất là bận đó, bận về nhà, thì bên Jolie thì 4 giờ chiều là đã kết thúc giờ học rồi. Thì giờ chị quay lại để mà trong đúng khung giờ này. Và không để cho các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng vào bài ngày hôm nay. Ở đây thì như các bạn cũng thấy thì Jolie hôm nay là Jolie đi một cái môi là trên nền môi nguyên thủy. Nền môi này có thâm, thâm ở môi trên và thâm viền môi dưới. Bây giờ Jolie sẽ tiến hành ủ tê môi và sử dụng miếng bông nhỏ làm bông chặn trong răng của khách hàng. Chị nhìn cô nha. Rồi, chúng ta sẽ làm cho mẫu hoặc là khách có thể bắt chước từ những thao tác. Đây, để vào trong 4 cái mép. Để vào trong 4 mép môi. Và tương tự Jolie sẽ để vào trong 2 mép còn lại. Tránh tình trạng mà các bạn bị gấp mép. Tại vì nếu như mà các bạn bị gấp mép thì khách sẽ cộm và họ sẽ dễ ra nước bọt nhiều hơn. Họ sẽ khó chịu trong quá trình làm. Và ngậm lại chị. Có cộm chỗ nào không? Không cộm đúng không? Ví dụ trong trường hợp mà mẫu cộm thì các bạn có hỏi là chị ơi chị cộm chỗ nào để mà các bạn có thể điều chỉnh chỗ đó, gấp cái mép lại cho nó thẳng. Và giờ Jolie sẽ tiến hành bôi Vaseline. Các bạn lấy đầu ngón tay nha. Thoa xung quanh viền môi ngoài. Với cách làm này sẽ tránh bị tình trạng cháy tê môi. Bỏ miếng tê lên phần da môi. Và Jolie để cái phần tê á, nó thời gian ngắn. Nhưng mà Jolie, lượt đầu tiên Jolie chỉ đi cái lớp sơ qua một lượt, không đi quá kỹ. Tại vì đi kỹ lượt đầu tiên quá thì mẫu sẽ dễ đau. Lượt đầu tiên á, khi mà chúng ta đi á, mẫu sẽ có hơi cảm giác nhưng mà không có mức độ gọi là quá đâu. Nên các bạn lưu ý đừng đi quá kỹ lượt đầu tiên. Đây các bạn sẽ thấy là sau khi mà Jolie đi một lượt thì môi cảm giác là nó đã hồng hơn. Lắc đều máy, tức là các bạn lực tay phải đều để tránh tình trạng khách hàng hoặc là mẫu bị đau. Trong quá trình mà chị đau chị cứ nói nha. Lần đầu tiên làm nên cũng lâu sợ hồi hộp đúng không? Lần đầu tiên đi thì nó sẽ hơi cảm giác. Bạn này là một bạn học viên học tại lớp học của Jolie luôn. Bạn sợ đau lắm. Đi tới đâu thì Jolie sẽ lau tới đó cho cái vùng da được sạch. Mẫu hôm nay của Jolie thì da hơi khô, ít chăm sóc da. Cho nên á, trong quá trình đi các bạn nhớ xuyên bôi Vaseline thật nhiều để giúp cho dưỡng ẩm da môi, tại những tế bào da chết ra. Sau khi đi qua một lượt thì các bạn sẽ thấy là môi bây giờ đã hồng hơn, màu môi cũng trong và bóng hơn rất nhiều. Nước bọt thoải mái đấy chị. Sao có thấy khó chịu không? Hay cô lấy cái bông ra cho chị nha. Lấy bông ra.
đi cho biết cái cảm giác mình đi khách hàng sao, mình đi mẫu sao. Bây giờ mình nằm mình hiểu cái cảm giác nó hơn, đúng không? Rồi giờ mình quen cảm giác làm cho người ta đau rồi, giờ thử cảm giác người khác làm cho mình đau. Đây, với màu hồng cam sữa này, các bạn sẽ thấy là Jolie đi tới đâu, màu bám tới đó. Và với màu hồng cam sữa này, chỉ phù hợp cho những môi thâm nhẹ hoặc thâm vừa. Trường hợp thâm nặng quá thì các bạn nên thêm màu vàng chanh nha. Da chị khô quá. Đây các bạn sẽ thấy là khi mà đi đúng kỹ thuật thì cái lớp màu của chúng ta nó sẽ trong, nó sẽ bóng. Hồi xưa mà khi mà Jolie mới vào nghề, Jolie không có biết thế nào là vào màu đâu, thế nào là no mực kín màu, lớp màu như thế nào là đúng là sai. Cứ đi tới khi nào mà tổ tiên mách bảo đi tới thứ 2 tiếng 3 tiếng như thế là dừng. À, khi mà tới thời điểm Jolie hiểu với nghề thì Jolie mới hiểu rằng là kỹ thuật khô môi đúng đó, là màu nó phải trong chứ nó phải dày, nó phải bớt. Ngày hôm nay da môi khô quá nên Jolie sẽ xiên môi Vaseline trong quá trình làm. Các bạn lưu ý khi phun môi các bạn bớt nhắm lại nha. Các bạn đi cầm bông trên tay, đi đoạn nào lau đoạn đó, rồi kiểm tra lớp màu, đừng nhắn, đừng cứ lắc lắc liên tục vào thì sẽ giúp cho chúng ta đi nhanh hơn. Sau khi đi xong á, môi của Jolie đi xong cho bạn thì môi giờ hiện tại là nó hồng hơn và hoàn toàn hết thâm. Đây các bạn sẽ thấy Jolie chưa đi nhưng mà ở vùng này nó đã hơi nứt này, do môi của mạng mẫu ít chăm cái dưỡng da. Phun môi rất là quan trọng về vấn đề kỹ thuật. Nếu như mà kỹ thuật các bạn yếu, lực tay chưa đều thì rất dễ xảy ra tình trạng môi bị sưng. Sau khi mà Jolie đi xong một lượt, các bạn sẽ thấy khi này môi hoàn toàn đã hết thâm, hết ánh lên. Bây giờ Jolie sẽ bôi thêm tê trợ. Thường thì Jolie đi xong một lượt, Jolie luôn là bôi tê trợ, lau sạch cái phần Vaseline nha, trước khi thêm tê. Thì khi này nó mới ăn, các bạn thoa tê thì da môi mới ăn. Và các bạn lưu ý, thêm tê trợ là sao? Là khi này có vết thương hở, các bạn thêm tê trợ thì khi này các bạn không có được ủ ni lông. Tại vì nếu như các bạn ủ ni lông nữa, rất dễ xảy ra tình trạng cháy tê. Và khi mà các bạn thêm tê trợ thì các bạn chỉ được để cái phần tê này tầm 2 đến 5 phút, không được để quá lâu. Đây các bạn sẽ thấy là môi hiện tại của Jolie đi á, giờ đã hết thâm. Jolie sẽ lên màu cam tươi. Jolie thì cam hơn à. Mà môi bong ra nó kết hợp với nền môi hồng nữa là vừa. Đây các bạn sẽ thấy là giờ hiện tại Jolie đi tới đâu, màu nó giữ màu tốt tới đó. Một lần chấm mực các bạn lưu ý sau Jolie, cố gắng đi nhiều lần một chỗ, đi càng nhiều lần càng tốt, nó sẽ giúp cho môi bám màu. Thường thì da môi sau khi bong xong sẽ có ánh hồng, nên Jolie sẽ thường Jolie đi sẽ cái màu nhiều cánh cam hơn để kết hợp với màu hồng của da môi á, thì nó sẽ ra cái tông màu cam hồng, cái tông cam nó cũng sẽ khử bớt cái ánh hồng của môi. Thì cái này cũng tùy thuộc vào mỗi người kỹ thuật viên khác nhau, còn đây là sở thích của Jolie là vậy.
Đây, các bạn sẽ thấy đi tới đâu màu bám tới đó. Đau không chị? Không đau. Khi nào mà đau cho em đang cô em cho chị nha. Và như các bạn thấy hiện tại Soli đang đi theo viền môi, tức là viền môi hướng nào các bạn đi theo với nó. Điều này cực kỳ quan trọng đối với kỹ thuật là đi không viền, nhưng mà nhờ kỹ thuật là phun ôm viền sẽ giúp cho các bạn ôm khung. Kỹ thuật đi đúng luôn luôn là mực phải xuống phần da môi. Và đối với phần hướng bên này, từ tim cho tới đỉnh môi bên ngược lại rồi sẽ đi xéo hướng ngược lại. Với phương pháp này giúp cho các bạn đi khung. Bạn mẫu này là lúc trước cũng đi học chỗ khác, nhưng mà khi mà lên mẫu môi cứ nhận đi viền đúng không chị? Nhưng mà khi mà qua chỗ của Julie đó là một phương pháp học hoàn toàn khác. Phun không đi viền nhưng mà vẫn ôm được viền à, và vẫn tạo được cái viền môi sắc nét, không bị lộ viền sau khi bông. Tại vì không đi viền thì không có sợ bị lộ viền. Thì cái này cũng tùy thuộc quan điểm người kỹ thuật viên khác nhau. Còn đối với cách của Julie, Julie muốn đi một cái môi là phải đẹp, mà đẹp một cách tự nhiên, màu nó trong, màu nó bóng thì nhìn nó mới đẹp. Không màu mà đậm quá, nhã quá Julie cũng không có thích. Đây các bạn sẽ thấy là Julie đi tới đâu màu nó giữ màu tới đó, màu nó đậm hơn nè, mà nó trong màu, nó không có bị bớt. Khi mà các bạn đi bị bớt là các bạn đi á, nó bị di kim, cho nên các bạn lưu ý. Nhớ lắc máy, nhắc hai đầu kim. Và một lần chấm mực thì Julie sẽ đi nhiều lần, đoạn 1 cm. Đi tới khi nào mà các bạn thấy cái lớp màu này nó khô dần dần, các bạn sẽ thấy này. Thì khi này các bạn mới tiến hành lau, chứ không có được là đi sơ qua một lượt rồi các bạn lau á. Thì khi này á, nó sẽ vừa tốn mực các bạn, mà nó lại vừa lau bám trên bề mặt da. Thực hiện lực này thì có thể là mẫu hơi đau, nên Julie sẽ thêm một ít tê để cho bạn đỡ đau. Julie lắc hai chiều lực như nhau, lắc hai đầu kim và nhớ nhắc hai đầu kim trên và dưới. Và để các bạn đi được nhanh hơn, các bạn nhớ lắc nhanh vào, lắc nhanh các bạn, cái thời gian các bạn đi sẽ được nhanh hơn. Tại vì môi này đi nhớ nó cứ khô á, và da môi mỏng dễ ra máu và nước mô, thì Julie sẽ đi chiều này thuận tay á, vừa chậm vừa lau luôn. Môi rất là khô. Julie đi siêu nhẹ, các bạn sẽ thấy chỗ này da môi rất là mỏng, tại vì nó hơi nứt á. Đây các bạn sẽ thấy luôn luôn là Julie sẽ đánh theo chiều của hướng môi, môi hướng nào Julie đi theo hướng đó. Màu cái này các bạn sẽ thấy màu đã trong hơn, đã bóng hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là những tế bào da chết ra rất nhiều. Các bạn đừng có gỡ nha, nhiều bạn cứ thấy ngứa là gỡ,
rửa da môi lập tức chảy máu, cho nên các bạn nhớ xoa tròn cũng được nè, hoặc là dùng bông lau lau chứ không có được gỡ. Các bạn thấy Sony không hề dám gỡ tẹo nào luôn, cứ phun phun là đã. Đây, những tế bào da chết như thế này thì nó sẽ làm cho môi á nó khó vào màu hơn rất nhiều, nhưng mà cũng phải chịu. Các bạn cứ đi từ từ cho môi vào màu, không có được đi ẩu, không có được đi sâu, cứ từ từ nó vào, không có gì cả. Như các bạn cũng đã thấy thì Jolie đi theo hướng môi. Tại sao Jolie hay nhắc cái từ này? Có thể là ai nói Jolie nói nhiều cũng được, nhưng mà tại sao? Tại vì nhiều bạn hay đi theo hướng này nè. Các bạn đi theo hướng ngang như thế này thì nó sẽ bị lem môi ra ngoài. Đôi khi mà Jolie cũng hay thấy là sao Jolie cứ hay lẩm bẩm nghe nhắc hoài à. Nhưng mà điều này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Nếu mà các bạn chỉ cần đi sai hướng một xíu thôi thì lập tức môi bị lẹm viền, và những trường hợp môi bị lẹm viền thì rất là khó xử lý. Cho nên á, cứ đi cố gắng ôm theo đường viền, coi thử các bạn đi đã ôm phun chưa. Và viền môi các bạn tránh mà đi quá nhiều, vì nếu như các bạn đi quá nhiều á thì nó sẽ bị đậm viền sau bông. Rửa môi ra chị. Đây các bạn sẽ thấy là Jolie đi giờ nó ra cảm giác giống như màu hồng cam đó. Từ Jolie đi cái lớp màu nó mỏng đó, bông ra nó giữ màu tới 90 thậm chí là 100%, giữ màu rất là tốt trên bề mặt da, chứ không phải các bạn cứ đi dày màu là bông ra sẽ đậm đâu. Chỉ cần á, cái mực nó trong, mực nó xuống như da như thế này thì màu sau khi bông giữ màu á, rất là tốt. Còn nếu mà mực các bạn đi bớt á, thì sau khi bông á, cảm giác như cái phần da môi á, nó bị vón cục, màu nó không có được đẹp, màu nó không có trong, cái lớp màu nó cũng sẽ bị dày. Còn đi giống như Jolie á, các bạn đi theo kỹ thuật quả lách như thế này, màu nó sẽ mỏng. Màu vào trong mép môi nha, chỗ nào trống thêm vào, tránh mà bị trắng màu. Xem kiểm tra hết tất cả các mép. Và đây là kết quả sau khi mà Jolie đi môi xong. Bây giờ Jolie sẽ tiến hành và vẽ sơn môi và cho các bạn xem cái kết quả sau khi làm như thế này. Nó lúc nào nó cũng hơi run rướn ra mới chịu. Bình thường thì Jolie sẽ nhắn lòng, nhưng mà đối với trường hợp da môi ngày hôm nay á, thì da môi á, bị cái phần một cái phần đốm nhỏ nó bị tổn thương này, và một cái đường nứt như vậy. Và lần đầu tiên ngày hôm nay Jolie đi xong thì màu môi cũng sẽ hết thâm, màu môi cũng khá đều, không có sao cả. Cái gì 2 tháng sau mình tiến hành mình lên màu chủ đạo cho bạn luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Jolie. Nếu như các bạn thấy hay và hữu ích, nhớ nhấn nút like và subscribe để theo dõi những video của Jolie. Và đừng quên bên Jolie chuyên đào tạo về phun xăm thẩm mỹ từ cơ bản tới nâng cao, bao gồm phun chân mày, phun môi, phun mí và cả sợi headstock. Bên Jolie thì bán đầy đủ về dụng cụ phun xăm thẩm mỹ. Các bạn có thể vào trong trang web shopphunxăm.com thì Jolie có bán đầy đủ những dụng cụ nha. Và các bạn nếu như có khó khăn, có vướng mắc gì, các bạn có thể tham gia vào trong nhóm học Telegram của Jolie qua đường link bên dưới, và Jolie cũng có nhóm học trên Facebook, các bạn có thể tham gia vào trong hai nhóm học trên. Cảm ơn các bạn, và các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ với Jolie qua số điện thoại 0937 33 3396.